Em tên là Đỗ Quang Thanh, năm nay em 20 tuổi và hiện đang là sinh viên và làm thêm công việc dạy nhảy á. Cái việc mà một người bắt đầu từ con số 0 cũng có thể đứng lên để thử thách bản thân với những cái điệu nhảy mà mình tự sáng tạo ra, hoặc là chỉ đơn giản là lắc lư theo điệu nhạc thôi, miễn là mình cảm thấy hạnh phúc và mình cảm thấy tự tin với những điều mình làm ạ. Bạn có muốn được tự do tài chính với thị trường chứng khoán, một kênh đầu tư hấp dẫn? Bắt đầu đầu tư ngay hôm nay chỉ với 500.000 đồng. Với 3 phút đăng ký để có ngay tài khoản giao dịch tại KIS Việt Nam. KIS Việt Nam có công ty mẹ là tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc. Phí giao dịch lãi suất hấp dẫn, đội ngũ tư vấn tận tình. Chứng khoán KIS, two friend cùng bạn đầu tư thành công. Trong lúc mà các anh chị đang đưa ra cái sự lựa chọn là sẽ cứu ai và loại ai, thì mình đã nghe thấy các bạn khán giả bên dưới hô cái số ô cửa của mình là số 4. Dù không được cứu nhưng mà đã được các bạn khán giả yêu mến là mình đã cảm thấy vui rồi.